ba người đang lót gạch. Thiện, Vũ, anh Bình. Ở trong đây nó hơi tối quá nha. Đó không? Để vô cho thấy đẹp không? Để vô cái khác liền. Đi đâu vậy hả? Con đi đâu vậy hả? Con đi đâu vậy? Ở dễ thương không đó, nó lại mới kiếm đồ ăn mới xin ăn đó. Con đi đâu vậy dê? Tao đặt mày tên gì không? Tao đặt mày tên dây sờm. Ok, dây sờm gì? Bạn này bắt đang có bầu á, con của nó nè. Nè, con của nó nè đó, con của nó đang ngồi. Con của nó là tại chồng nó đen. Chồng của dê đen phải không? Chồng dê là chồng đen. Đen thùi. Chồng đen ơi. Nè cho tôi giờ lỗ tai đi nha. Thương lắm nha. À, dê sòm. Đó, bà đang có bầu nè, bụng bự nè. Đó. Sắp sửa đẻ nữa đó. Bà đẻ đứa con vậy chứ bà đẻ tiếp. Rồi này đẻ mai mốt nữa chắc đầy cái chỗ này quá à. Thấy không? Giờ này là cũng gần mấy giờ, gần 6 giờ chiều rồi đó. Cho tôi giờ một cái coi. Bà dê ơi, bà dê. Đó, đây là ba con đó nè. Đó, đi lại đó. Đó, ba con đó cũng lên xe tôi nè. Đi, cho tôi đi đi. Tôi xin phép cho tôi đi nha. Đó, ba con nó giờ dạng lắm cả nhà mình. Cho tôi giờ đó, đó, dạng lắm. Cho tôi giờ nữa coi, đó, ừ. Đó, con này gà nè, con vàng thì rờ được. Ủa, con vàng nó không có lỗ tai, mà con kia có lỗ tai ha. Cho tôi rờ được không? Cho tôi rờ một chút nha. Ừ, rồi cho tôi đi nha. Cho tôi đi các anh các chị nha. Nha, các anh các chị cho tôi đi nha. Đó, bà này cũng bụng bự nè. Bà này cũng bụng bự nè, không biết con nào con đực con cái. Hay là mày là cái thằng con trai đúng không? Mày là con trai chơi tới 4 người luôn, 4 người vợ luôn hả? Hay là anh em đồng họ gia đình của nó đó, cả nhà mình năm con đó. Ừ. Thôi cho tôi đi đi, tôi xin cứu từ nha. Chào tạm biệt các anh các chị nha. Thương không chưa, thương chưa? Ôi giời, chết tôi đừng dí tôi kiểu này nha. Đó, 3-4 con dí tôi nha. Ôi chết mẹ tôi rồi. Dí tôi nè, tôi cầm bánh đó, dí tôi là cầm bánh mì. Ôi chết tôi rồi, đừng dí tôi dữ đó nha. Bước trên mình tôi chết rồi, 3-4 con chết rồi, chết tôi rồi. Ngàn ơi, dê. Ây da, trời đời ơi, mẹ, làm gì vậy, trời ơi, 3-4 con luôn, giật đồ ăn của tôi. Ok, từ từ, hold on, ok. Từ từ, tôi cho ăn, ok. Ôi, chết mẹ tôi rồi. Từ từ đi mà. Chết tôi rồi. Ok, nè, tôi cho ăn từ từ. Ây da, chết tôi, nè, ăn đi, im lại. Chết mẹ, làm giật của tôi, im lại. Ây da, được chết mẹ tôi rồi.
mẹ bức mình tôi đâu ngay. Nhìn giật cái tôi ăn nè. Từ từ đi mà. Rồi rồi, hết rồi, hết rồi. Hết rồi. Hết rồi. Ông má ơi chết tôi rồi. Má ơi, má lần sau mà cứu tôi. À, cứu tôi má lần sau. Trời ơi. Đây là nhà má. Kia là nhà má Hằng đó. Là nhà má Hằng. Má còn nhầm người thì nói là nhà bà nội. Bà nội ơi, bà nội. Con đường này đi ra đâu, đường đi ra đèn này mới đang nhớ. Chút lát nữa đây mỗi người một ngã. Anh chỉ có phone, anh không gọi ai chân á. Có phone chỉ là cầm chơi thôi. Hiện diện ta mua 30 đồng plan được rồi, chỉ mua tới 60 chứ. Gọi vô tại vì họ chưa ấm rồi. Dạ. Yeah. Tại nhỏ em dịch không ngọt ngon không biết cái gì. Thì anh không gọi. Biết, không biết dạo này nó trong cái thế gì đó. Anh gọi si đi. Mà mình không có gặp nó nhiều mà chưa biết nó trong cái thế gì đó. Có vấn đề. Dạ. Yeah. Chắc cần người hành tinh khác. Thì anh hành tinh khác thì Si cũng là hành tinh khác. Nói chuyện ngọt ngào vậy chứ nhiều khi mình bận lắm. Vậy hả? Tại Si không thăm anh hay sao? Si không thăm anh hay sao mà Si bực hơn dữ vậy? Vui. Mình không ra anh mặt mình cho nó biết là mình bực nó đâu. Vậy hả? Mình cứ để bụng vậy đó, câu chuyện gì này. Tại sao mà bực Si dữ vậy? Tại vì cái vấn đề như vậy mình nhìn ra chứ phải mình nhìn không ra đâu. Mình nhìn ra hết á, mình nhìn ra lâu lắm rồi. Hồi từ lúc mà nó chơi telephone Nextel á, là mình đã biết rồi. Còn How about me thế giới nào? Em chỉ mới đây thôi. Còn em có thế giới nào không? Em chỉ mới đây thôi. Em có thế giới nào không? Em chỉ mới đây thôi. Mai mốt chắc anh nói em là thế giới Alien. Thế giới Alien á. Con nhỏ bạn em á, nó hút ecstasy. Nó hút ecstasy xong rồi cái nó bị khùng, nó nghe lỗ tai. Mà nó nghe giết rồi cái nó chửi giết, giờ nó thấy nó già. Nó già mà mặt mày nó nám hết trơn vậy đó. Ban đêm nó không ngủ, nó nói chuyện sáng đêm. Nó nói chuyện trong lỗ tai. Bị nóng. Nhưng mà mình giúp nó không chịu. Mình giúp nó cho kem phấn nó xài. Em mở cho thấy nè. Đây dưới chân nè. Thì nó mở trên đây, nó tắt, nó mở dưới đó. À, tắt, tắt rồi. Tắt nè. Thấy không? Mà mở lên thì nó thấy nè. Thank you.
đó. Mà nó khùng á. Nó gây lộn với em không mà nó nói em lấy cái nắng của nó. Rồi nó nói em lấy cái mặt trời của nó. Em không để đâu mà nó tin quá trời luôn. Rồi nó nói em lấy ông trời của nó. Rồi nó khùng nặng vậy đó. Rồi nó nói xấu em từ lâu hết trơn á. Rồi nó gọi người ta nó nói xấu em không. Rồi nó chơi gác em không à. Mà lúc nào em cũng thương nó trơn tại vì nó khùng. Uống oxy nó bị hư cái đảo á. Mình đâu có giận nó đâu. Giống như anh vậy đó. Khi anh chửi em đâu có trả lời đâu. Em ru à, em muốn nói gì chứ. Cái, em bình tĩnh lắm chứ. Cái xong cái tự nhiên cái anh. Anh thấy em đâu có sợ đâu. Vậy hả? Thì em đâu có sao. Nhưng mà anh chửi em thì nó có sao. Nhưng mà kiểu đó là nhiều con đã rớt rồi mình á. Tại sao? Nhiều con đã rớt rồi kiểu gì là cái bài thi đó là nhiều con là té giếng rồi đó. Vậy hả? Ừ. Anh chửi em mà em ru luôn cho anh chửi luôn. Anh đâu chưa có đụng em. Trời ơi, anh chửi em quá trời luôn á mà em nhịn lắm. Tại em biết anh có nhiều con là té giếng luôn á. Té giếng là sao? Té giếng là nó coi như là cảnh sát vừa ra mắt là nó là chưa lấy dao ra tự gọc trên người đó trời lấy dao ra tự gọc trên người mình ngồi cười bể bụng luôn vậy hả vậy hả ghê vậy hả lấy dao cọt người luôn con nó bị khùng lắm á vậy hả lấy dao đâm luôn ôi ôi ghê quá vậy thôi kiểu đó là không có em rồi đó nha kiểu đó là không được ông ơi lấy dao lấy búa rồi gọt người là xong rồi something wrong rồi ông ơi